Chúng ta sẽ tìm hiểu mục thứ 9, đó là tác dụng của thân hành niệm. Thân hành niệm của chúng ta là có 10 tác dụng. Một, đó là nhiếp phục, lạc và bất lạc. Lạc và bất lạc. Thứ hai là nhiếp đảm, nhiếp phục. Nhiếp phục. Sự khiếp đảm. Khiếp đảm. Sợ hãi. Thứ ba là khả năng kham nhẫn. Kham nhẫn. Cảm nhận về sự xúc chạm. Nóng lạnh. Gió. Sức nóng mặt trời. Cảm nhận về rắn rết và côn trùng đốt. Côn trùng cắn. Đối với những lời nói khó chịu. Khó nghe. Và đây là sức mạnh về mặt kham nhẫn của ta khi chúng ta thực hành thân hành niệm. Đó là sự xúc chạm của nóng lạnh, gió, sức nóng mặt trời, hoặc là do rắn rết, côn trùng cắn, hoặc là đối với những lời nói mà chúng ta thấy rằng trước đây là nó rất khó chịu, rất khó nghe. Thì chúng ta kham nhận được. Thứ tư là chịu đựng được. Những cảm giác rất đau đớn, của thân. Thứ năm là không khó khăn. Để chứng bốn thiền sắc giới.
Còn năm sáu cái tác dụng còn lại của thân hành niệm á, chính là lục thông tam minh. Như vậy chúng ta thấy cái tác dụng của thân hành niệm này nè, nó không những là làm cho ta nhiếp phục được các cảm thọ lạc và bất lạc, nhiếp phục được sự khiếp đạm sợ hãi, kham nhẫn được những cái sự nóng lạnh đau nhức, những lời nói khó nghe, chịu đựng được những cảm giác rất đau đớn của thân. Và đặc biệt là gì? Là không khó khăn để chứng được bốn thiền sắc giới và thành tựu lục thông tam minh. Lục thông này, tam minh này là nó không phải là chính đâu ạ, mà là cái tam minh này nó nằm trong cái lục thông, cho nên nó bao gồm là sáu mục. Thứ nhất là năng lực về biến hóa. Thứ hai là thiên nhĩ thông, tức là nghe được gần xa, nghe được tiếng của chư thiên và loài người. Tha tâm thông, túc mạng minh. Túc mạng minh là biết được các đời sống quá khứ của chính mình. Thiên nhãn minh là biết được đời sống và nghiệp của các chúng sanh. Và cuối cùng là lậu tận minh, tức là lậu tận trí, tức là chánh trí. Như vậy đây là cái tác dụng của thân hành niệm, mà thân hành niệm nó là cái pháp quán thân tránh thân trong bốn niệm xứ. Và qua đó chúng ta thấy rằng là gì? Nó làm cho chúng ta không có khó khăn để chứng được bốn thiền sắc giới, gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và nó cũng làm cho ta thành tựu lục tông tam minh. Cái nội dung này là được nói trong kinh Thân Hành Niệm. Vậy là chúng ta đã thấy vai trò, vị trí cũng như là tác dụng của các pháp, và đặc biệt là làm rõ về vai trò, vị trí và tác dụng của bốn niệm xứ.